ở đây cũng có là cho xe và cái mũi cơ sở, có ở đây bông sáng vậy. Ở đây chỉ có cho xem thôi chứ không cho sờ. Hôm nay là Bảo đang ở trong nhà của chú Đảo. Chú Đảo là cái người mà quyền uy nhất cho cái khu vực mà đảo cung đảo của mình, cho Côn Sơn. Tất cả đồ ở đây là đem từ nước ngoài đi về, cuộc sống thì gọi là xa hoa. Nhưng mà để mình lại giờ mình nhiêu đây thôi, mình để đồ trưng bày thôi, mình được hơi đẹp. Ở đây có nhiều đồ đã lắm. Không biết hồi đó là có gì sẵn hay là người ta bày ra, nhưng mà hồi đó mình chơi đồ điện mà có gốm sứ mà chim mọi người chơi không? Ở đó hồi đó chơi chim rất đã, đôi chim rất nhiều màu được, nó đã lắm luôn, đúng không? Xuất sắc. Ừ. Bàn ghế gỗ cổ điển ngày xưa, ừ, cổ chế cái dầu, nhưng mà cái dầu làm rất là tinh xảo. Đồ ngày xưa tôi nói là cái thời mà bà ngoại của anh đem về là mấy cái đồ của Pháp đem về là chuẩn đẹp. Sau này tôi cũng muốn có một cái bàn làm việc giống vậy, nhưng mà sẽ VIP hơn là con cái kệ hơn sao để tôi chung mấy cái cúp, mấy cái bàn của tôi, tôi chung nước hoa nữa. Cái bàn làm việc thì tôi muốn trang lên cái phơm này, gán tôi giữ cái hình này là sau này tôi làm. Dạ vâng. Anh có cái điện thoại này nó nhẹ luôn á. Từ cái thời gian thầy Pháp anh đang giữ nhà mà nó vẫn còn xài được đó. Ừ. Đây là cái che là để đi tắm thì sao nè, biết đi tắm này không? Cái này giống như kiểu của Trung Quốc ngày xưa đó hả? Cái là cái này là một đồ kiểu nó nằm trong này không gian rộng lắm. Ở đó mà chơi được cái đèn chùm như nó hơi xuất sắc rồi, cái đèn chùm bự hả, chùm nào chùm mấy mình đi vô tới phòng the ở trong đó, cho chạm vô trong đồ mà chạm vô trong cửa được. Chơi chim mọi nơi luôn, chỗ này đâu có chim công, chim gỗ, này là gỗ, gỗ ngoài, trời ơi, không dám đụng vô luôn á. Tay này tay của tôi nè, đẹp hết. Đó, rất chuẩn luôn. Mà cái hình này hình thật phép pháp ngày xưa đó, coi không? Rất đẹp luôn á. Đó cách đây 113 năm rồi. Mà giờ Hoa Văn giờ là Dior đang lấy lại đó, có thấy ghê chưa? Cái móc này móc gì á? Móc quần áo không nữa. Trời, quần áo gì mà bà nặng gì? Đi vào máy bay hay là đó? Đi vào cái ảnh. Bạn vào máy bay là đi chứ. Bây giờ nhiều người ta còn thấy cái này để mà người ta làm nướng thịt đó, làm pate rồi đó, bữa xin lỗi làm bít tết rồi đó. Người ta hay bỏ găng hồng cho người ta đè lên đó, gọi là cái gì áp chảo đó. Cái ok này, cái này là chuẩn luôn đó. Đẹp ha. Cái khu gì là hơi dữ rồi đó, không có khác được cái khác gì luôn đây cái nào rồi. Cháo dài ngày xưa đẹp hơn. Cái phơm nó rộng, nó không có chiếc ben mà nó ôm ở trong người, nhưng mà nó vừa đẹp. Cái này là thêu hay dễ vậy? Ủa có đúng cái áo ngày xưa không?
tính ra đường mai ngày xưa không được tinh xảo lắm nha, tôi nhìn tôi nói lỡ nha. Thôi gì là đẹp lắm rồi, gì là đẹp lắm rồi. Quần ngày xưa là ôm ống túng ống suông này chứ không phải là ống le thôi. Đẹp ha. Trời ơi cái giường gì. Chưa lên tầng 2, tầng 3 rồi hả? Không vậy thôi đó. Như đây họ chuộng những cái nó rộng rồi chứ không thích cao. Hay là ngày xưa ta chưa có biết xây lầu đâu. Chắc là vậy. Chú Hoàng đẹp á. Ngày xưa không có máy lạnh. Trời máy quạt. Vì mọi quạt là chuẩn rồi. Mà tôi kể cho mọi người nghe. Ở đây hai cái máy quạt này nó không xịn bằng cái này. Thì dễ cho. Cái này. Cái này là xịn nhất luôn, cái này là VIP nhất ở đây. Ở đây là chỉ là công suất quạt ra cho gió tạo ở bên ngoài để cho nhà nó có cái đó gió chơi. Này là hàng trưng bày sao được chứ có nó xài được cái chân. Ủa mọi người đi đâu có chơi mà đây có đồ cơ thuộc VIP nữa kìa. Dạ, hẹn năm nào á, gặp qua da là đỏ đen đó, tông mà đẹp luôn ạ. Mọi người nhìn cái bông này thấy quen quen không? Ngày xưa là mình chế lại là của dân nước mình là màu vàng đúng không? Ha, cái vàng ha, đó, con cải hay hơn nè, cái này là gợi nhớ gì không, nhớ này không? Cái này dưới quê là hay có kiểu màu vàng xanh đúng không? Đỏ chứ, vàng đỏ, tông đỏ đen. Cơ của mấy ông đánh rồi đó hả? Cây nào cây đấy chắc bự dài dễ sợ. Vậy là Bảo đã dẫn cho mọi người đi xem được hết cơ ngơi của chúa đảo. Tôi cũng mong muốn là sau này tôi cũng sẽ mở một cái chinh thự giống như cho riêng tôi. Dạ. Còn ở đây là mọi người hay bán đồ souvenir, đồ quà khác luôn này nọ đó. Mọi người nhớ ghé ở Côn Đảo thì mọi người nên qua thăm di tích này và cũng như là thăm tham khảo tận nơi tận mặt. Tại đây là nơi mà để dành trưng bày mà để lại cho một số các kỷ vật mà những cái đồ mà ngày xưa cũng để lại cùng nguyên si luôn nên rất là đẹp. Nên tham quan. Còn hiện tại bây giờ thì Bảo xin phép Bảo đi qua tù để Bảo coi. Mọi người đi hết trơn rồi.